Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 5 tháng 12 năm 2019. Đến với bản tin hoạt thịnh đốn gồm có tin phân tích, phóng sự và hình ảnh sinh hoạt cộng đồng. Để mở đầu, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi bản tin phân tích với võ thành nhân và ông Đinh Hùng Cường. À, bộ tư pháp kính chào quý vị chúng tôi là võ thành nhân và đến với bản tin phân tích thời sự Hoa Kỳ ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh tiếp xúc ông đinh hùng cường để tìm hiểu về chuyến đi của tổng thống donald trump với lại khối nato và vấn đề impeachment nó đi về đâu rồi và hôm nay cuộc tiếp xúc để nhằm tìm hiểu về những vấn đề liên quan có tới cách chính trị như vậy và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi trước hết xin được kính chào ông đinh hùng cường xin chào anh võ thành nhân xin kính chào quý vị khán thính giả vấn đề impeachment hiện nay cho tới ngày sáng ngày hôm nay thì như thế nào vậy thưa? À thưa với lại anh Võ và thành viên và thưa quý vị, bây giờ thì Quốc hội họ sẽ ra làm một cái vấn đề gọi là sôi động. Là sáng hôm nay bà bà bà, bà, Nancy, Pelosi. bà Nancy Pelosi bà đã ra một cái thông điệp bà bà gửi lên cho Quốc hội vấn đề impeachment và bà cũng chỉ nói lại những cái chuyện là phải bảo vệ hiến pháp, phải thế này thế nào thế kia giữ lại luật pháp Hoa Kỳ. Nhưng mà mục đích đó là để làm là cho cái vấn đề hâm nóng dư luận đặc biệt là ngày hôm qua đó mà cái ủy ban nó mời bốn giáo sư mà về luật nổi tiếng lên để mà nói chuyện đó thì người ta thấy rằng trong đó có ba người thì có chống ông Trump và nói là ông Trump là sai quấy là phải thế nọ thế kia một người thì là bênh vực ông ấy nhưng mà cái vấn đề đặt ra ở đây đó là cái việc làm đó nó không đi vào cái thực tế vì trong ba cái vị bốn cái vị giáo sư đó là họ nói về vấn đề luật pháp họ nói về vấn đề cũng như là luật lệ nhiều hơn nhưng họ không có thể tham dự vào cái vấn đề mà nhân chứng hay cái gì cả thành ra những cái đó chỉ là những cái tiếng vang để mà làm cho nó cái vấn đề uh, uh, khích động cho mọi người người ta chú ý thêm vào cái vụ impeachment đó thì đó là cái chuyện mà mà bên bên nhà là như vậy thì phải vấn đề tức là bây giờ là là vấn đề mà giai đoạn 2 là họ sẽ làm rất là sôi nổi. Dạ yeah. yeah. nhưng mà lúc uh, 9 giờ sáng ngày hôm nay khi bà Nancy yeah. mà lên để mà nói lại quốc hội rằng là làm đề nghị cái tiểu bang mà đặt trách về vấn đề impeachment đưa ông Trump thì nên đưa cái, cái tất cả những cái hồ sơ mà khoảng 300 trang đó lên tên thượng viện thì ông nghĩ rằng nó sẽ đi về đâu ạ? À? thì như đã trưa với lại anh nhân với thưa quý vị tất cả vấn đề khi mà cái chuyện này xảy ra đó, thì các nghị sĩ ở đảng cộng hòa thượng viện đó, họ lại quay ra họ bảo vệ ông trump thành thử ra cái chuyện nó rất là khó để mà có thể đạt 2 phần ba tỷ tổng số mà in pitch ông ấy và hơn nữa đó, là Tòa Bạch Ốc họ cũng cương quyết họ bảo vệ Tổng thống Trump Và sáng nay họ cũng ra những cái văn thư là họ nhất định Họ chống lại tất cả những cái chuyện mà quốc hội áp đặt lên cho Tổng thống Trump Thành ra cái câu chuyện này nó uh, Đặc biệt nữa là ông Trump sáng nay cũng tweet Ông bảo rằng là muốn in thì hãy làm nhanh đi, làm ngay đi, làm trước Noel đi Thì cái chuyện đó thì thấy rằng là nó sẽ sôi nổi một lúc nữa Nhưng mà tôi nghĩ bao lâu Thượng viện Hoa Kỳ mà còn yểm trợ tổng thống trump thì ông vẫn có thể đứng vững được yeah. Và khi mà chúng ta nói tổng thống Donald Trump tham dự với lại những lãnh tụ của các quốc gia trong khối NATO thì cái chuyến đi vừa rồi ông ghi nhận như thế nào có những cái sự cọ sát nào với lại các tổng thống và thủ tướng của các quốc gia bạn không? À thì thưa quý vị thế này trong tờ báo Post thì hôm nay họ đưa ra một cái hình ảnh nó cũng không có đẹp cho ông Trump lắm. À, cái 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 article mà họ chạy lớn nhất là từ cái sự móc lò ông Trump cho đến cái sự mà trả đũa của ông Trump là ông Trudeau là người hai mặt đã chấm dứt cái buổi họp thượng đỉnh của NATO đó là cái tiền cái, cái đề và sau đó họ đặt mô tả là ông trump là một cái người đã đến uh, nato để hội họp với một cái, một cái mặc cảm không có được thoải mái vì đã bị những người bên mỹ này impeach ông và cái điểm đặc biệt nữa là một số các lãnh đạo của khối âu châu đã đùa giỡn là nói những cái chuyện mà gọi là cũng như là chạm đến tự ái của ông ấy về cái vấn đề mà bên này impeachment thành ra đã tạo ra một cái không thoải mái đặc biệt là cái ông tổng tướng của canada ông đã đưa ra một cái chuyện khôi hài, đùa giỡn là ông nói là ông thấy cả một cái tập đoàn cho cái hàm một cái một cái tiếng lóng của của mỹ ấy là rơi xuống sàn rơi xuống sàn rồi rơi xuống sàn rồi thì uh, mọi người rồi ông cũng vung tay ông ấy ra cái hiệu độ để làm cho mọi người cười thì uh, ông trump ông cũng lại trả đũa lại ngay ông bảo ông Trudeau là cái người hai mặt bởi vì uh, có một lúc ông ấy lấy cái browbat ông đội lên mặt ông thế rồi thì là ông lại làm mặt thật nhưng mà ông trump mà ông lại đổi ngay lại nhưng mà ông Trudeau là một người tốt ông đã hợp tác rất tốt cho vấn đề kinh tế vấn đề này kia với nước Mỹ thế thì bên cạnh đó, đó thì các quý vị mà lãnh đạo ở đó thì có cái ông Johnson là cái người mà cũng như là đảm trách cái buổi họp đó thì ông né ông Trump ông ấy rất sợ hãi là vì ông Boris Johnson. bởi vì tháng ngày 12 này là bầu cử rồi mà ông Trump thì là không có được bao cơm lắm thành ra ông sợ chụp hình chung với ông này ảnh hưởng tới cuộc bầu cử và ông cũng nói rằng thì là ông nói cái 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 chốc cái của ông Trudeau là ông không bao giờ nghe cái chuyện đó ông ấy tránh nói về cái chuyện đó thì do vấn đề ông ông tổng thống cũng nhận nhận định như vậy thì tóm lại À, cái chuyện bên lề đó thì người ta đã vẽ lên một cái bức tranh không có đẹp cho tổng thống trump khi mà ông ấy sang tham dự ở bên nato trên cái tờ báo của post nhưng bên cạnh đó, đó thì họ lại họ lại đưa ra một số cái vấn đề là cái cuộc họp này đó, nó rất là có kết quả ông tổng thống đã không có những cái lời đe dọa hay tức giận mà ông ấy đã có những cái hành động rất là hợp tác trong cái buổi họp đó và các cái vị lãnh đạo họ rất là thoải mái và họ thấy rằng thì là ông này không có nhắc đến những cái vấn đề mà hai để, để mà yểm trợ vào ừ. rồi thì ông nói rằng nếu những nước nào mà thiếu thì quý vị phải hiểu rằng hoa kỳ phải tài trợ tới 90% cho ngân sách quốc gia thành ra cái buổi họp nó gọi là running smooth từ đầu cho đến cuối cái ông tổng thư ký ông tướng jen ronald ông ấy nói rằng thì là tôi thấy cái buổi họp mà rất là hoàn tất mà cái nhiệm vụ của nato đó là cái nhiệm vụ cao cả như là những cái hiệp sĩ bàn tròn đó là bởi vì one for all, all for one một người cho nói tóm lại là một quốc gia cho tất cả và tất cả các quốc gia cho một quốc gia là, là luôn luôn có cái sự hỗ trợ và bây giờ đã cái kết quả rất là gọi là tốt đẹp so với năm ngoái bởi vì năm ngoái các lãnh tụ tới đây bàn cãi nhiều là, là mà gây ra những cái sự xáo trộn nhưng tất cả những cái đó không có thể làm thay đổi cái sự đoàn kết ở trong NATO. Như vậy vấn đề trung cộng thì như thế nào vậy thưa ông? Thì ngoài ra đó cái vấn đề là như thế này khi mà họ đúc kết cái chương trình đó đó thì uh, các lãnh đạo của bên Âu châu đó họ đặt cái vấn đề như thế này là bây giờ cái tình trạng của Nga Xô họ đã tiến lên mạnh và mục đích của NATO để làm gì để mà lập ra để chống lại với lại Xô Viết Union và bây giờ là Nga Xô. Và Nga Xô bây giờ lớn mạnh và có thể nguy hiểm cho Âu châu và nếu Nga Xô mà take over Âu châu đó thì nước Mỹ cũng sẽ bị đe dọa rất là trầm trọng bên cạnh đó, đó người ta còn nhìn thấy NATO NATO họ còn nhìn thấy bây giờ đó NATO không phải làm riêng ra để mà chống lại Nga Xô mà có một cái mục tiêu mới nữa là Trung Cộng họ phải tìm mọi cách để mà họ ngăn chặn cái sự bành trướng của Trung Cộng bởi vì Trung Cộng bây giờ đó dùng tất cả những cái kỹ thuật các cái mà gọi là chiến thuật của Nga Xô từ trước giờ để mà đánh lại thế giới thì bây giờ NATO cũng phải có nhiệm vụ chống lại cái sự bành trướng của Trung Cộng bên cạnh đó đó họ còn đặt ra một cái chuyện quan trọng nữa đó là NATO ngoài cái vấn đề chống ASO ngoài vấn đề chống chống chung cộng còn phải đặt vấn đề không gian bây giờ chúng ta phải bảo vệ không gian là một thứ hai nữa chúng ta phải giữ an toàn cho tất cả những cái hệ thống về uh, network về về cellular secure cho 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 không gian thì bây giờ cái nhiệm vụ của NATO bây giờ nó lớn hơn là chống Nga xô so, mà nó họ còn chống lại cả trung cộng và chống lại cả những cái sự xâm nhập của không gian nữa. Xin được cảm ơn ông Đinh Hồng Cường. xin dạ, cảm ơn anh Võ Thành Nhân và xin cảm ơn quý vị. À kính thưa quý vị chương trình bản tin phân tích thời sự Hoa Kỳ của chúng tôi và ông Đinh Hồng Cường đến đây xin được tạm tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị à, vào kỳ sau. Một lần nữa xin được cảm ơn. ông. Yeah. Dạ.